cái bạn người da màu, thì bạn đó sẽ bô những cái dáng, những cái bô của bên quốc cao á, sẽ bô ra những cái đó để mình chụp lại những cái động tác đó. Sẽ có một số những cái challenge để mình thực hiện. Đây là mình đang ở trong downtown của Los các bạn. Đây. Rất là đẹp đúng không? Lấy nữa cái bạn nhân vật đó tên là Bo, thì bạn Bo đó sẽ đứng ngay chỗ này, sẽ bô một những cái dáng có thể gọi là nó hơi nguy hiểm một chút, thì mình sẽ chụp lại những cái bô đó để cho bạn đó để up được Instagram rồi để chạy quảng cáo. Đó, thì đây là cái nơi lấy mình sẽ chụp. Đây là một cái khu apartment trong cái tòa thao này. Đây chỉ là một cái tòa nhà nhỏ thôi các bạn, còn rất là nhiều tòa nhà lớn ở Los nữa. Xong rồi các bạn ơi. How's Assassin's Creed? Yeah, that's pretty good. You game, yeah. Did it? So how do you feel for the shoot today? I like it. I'm getting more comfortable. You know, I feel like I'm learning, mm-hmm. and that's what I want. You know, just be more comfortable with it. You know, I actually like it, and I like the way you answer is more comfortable. Yeah. Ok thì
Bây giờ là mình mới vừa xong mình chụp cái mình chụp một cái bạn bạn mình chụp bô đã xong thì hôm nay là mình kết thúc cái video tại đây thì đi theo mình là là Nhiên là bạn của bô là giới thiệu để chụp ngày hôm nay. Giới thiệu là Nhiên là mới gọi là mới tiếp cận với cái việc chụp ảnh thôi chứ chưa có phải là chụp nhiều. Và trước giờ Nhiên là bên làm về bên vẽ nhiều hơn là bên chụp đó, thì mình tạo ra những concept này để mình chụp để cho Nhiên đi theo, để Nhiên có thể tập chụp về giống như là có thể hiểu thêm về ảnh hoặc là hiểu thêm là video là gì. Thì anh em có được thu nhập được cái gì không? Nam cảm thấy là mình cũng thu nhập được khá hình. Tại vì em có quan sát giữa cách anh giao tiếp với mẫu, anh điều chỉnh mẫu á, thì em học hỏi được trong đó là mấy góc quay sao, ánh sáng sao, stylist sao, pose hình sao đó. Thì đúng là bữa nay học được nhiều cái từ cái buổi chụp này, cách anh giao tiếp với mẫu, anh chỉ mẫu nó pose thì cái đó là cái em học được rất nhiều này. Thì trong tương lai nếu mà mình với Nhiên có những cái concept gì mới, có những ý tưởng gì mới mà làm như thế này, thì tụi mình sẽ quay lại những video như thế này để chia sẻ với mọi người về cái quá trình làm việc ở tại những cái model tại ở Mỹ. Thì hiện tại mình và Nhiên đang ở Los Angeles thì mình xin kết thúc video tại đây, và khi nào có những video mới thì mình sẽ quay và post lên cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.